cho anh em nghe tiếng bồ này ha. Mình sẽ mượn xe của anh mình ha, mượn xe anh mình vài bữa quay cho anh em xem. À, ông bỏ lâu quá rồi, ông bỏ trong hầm chung cư lâu lắm rồi, ông không có đi luôn á anh em. Đó. À, đúng rồi. Vợ ông cho đi tour. Ừ. Đó. À, để lâu lắm rồi, bây giờ mình lấy ra mình chạy để cho máy móc nó trơn tru á, chứ để lâu cũng đâu không tốt nha anh em. Đẹp không anh em? Mới tinh luôn. Con này là Ducati V4 lên cặp mâm rồi nè. Đó, thấy anh thấy không? Cặp mâm này anh em đón bao nhiêu tiền ha? Mâm OZ nè. Đó, nó đầy chữ luôn đó. Đó, nồi này nồi trong suốt đó anh em. Cái này bể cá anh em thường gọi là bể cá, nóng quá, mới chạy về nóng quá. Đây có thể nói là con V4 rất là keng luôn á. Ở đây có Smoky nè. Đó, lên Smoky à. Anh em thấy chưa? Đây Smoky nè. Đó. Mở lên nè. Tại mình đang giữ chìa khóa thì nó sẽ lên nè. Rồi, chìa khóa mình bỏ ở xa quá nó không lên nha anh em. Mình bỏ trong cặp, ở xa quá nó không lên. Do đối với Ducati thì anh em biết rồi, theo Rambo đẹp. Đây cổ bô Titan này. Cổ này anh làm đúng không anh? Đây á, màu Titan. Sao cổ lại lên màu tím anh? Nó mới lên màu. Ít chạy á. Ít chạy đã lên màu tím. Đẹp ghê luôn thấy không? Anh em thấy cái cổ Titan nhôm mà được gia công á anh em thấy không? Gia công tỉ mỉ từng chi tiết luôn, anh em thấy không? Đó. Tỉ mỉ từng chi tiết. Đó anh em thấy chưa? Đó. Rất là đẹp luôn. Tại vì anh của mình ảnh ít chạy quá, ảnh để chung cư không à, cho nên nó không có lên màu như cái màu kia nha. Thấy cái chữ này đẹp không? Rất là đẹp. Hôm nay mình lâu quá mình lấy ra mình chạy, mình cũng không rảnh luôn anh em. Suốt quanh năm suốt tháng là cứ kiếm xe cho anh em mà đâu có thời gian đâu. Này mưa ánh nè. Đẹp. Đây anh lên ốp carbon cho nó đỡ nóng anh em. Thấy chưa? Cái này là anh em biết cái gì không? Cái này nè. Cái này là cái đồ chỉnh của cái bộ đàm trong nón bảo hiểm á. Đó, cái này nè, đó là điều chỉnh cái bộ đàm trong cái nón bảo hiểm nha anh em. À, nhắc anh em luôn, cái tó của Ducati nè nó hơi khác với lại những cái chân chống của Ducati, nó hơi khác đối với những cái chân chống của CBR 1000 hoặc là cái gì ta, ZX10R. Thôi nắng quá mình nói tới đây thôi anh em. Đây là mấy chế độ chỉnh của xe nè. Cái con này có chế độ là tự tinh chỉnh mà anh em chạy theo cái sở thích của mình á. Để bữa nào mình rảnh thì mình sẽ làm một cái clip kỹ càng hơn về con này ha. Không có rảnh luôn anh em. Mắc làm xe của mình không à, không có rảnh làm xe của mấy anh em.
Đẹp không? Mình thích nhất là bộ cổ Titan này nè. Chắc anh em coi clip anh em cũng thích ha. Mình sẽ quay kỹ cho anh em xem. Đó. Rất là đẹp luôn. Cái này làm bằng gia công anh em. Thợ Việt Nam làm anh em à. Thợ Việt Nam làm. Không có thời gian anh em. Không có thời gian mà xách ra chạy. Cái này bộ đề can này anh tự thiết kế hả? Bộ đề can đời ra con bên anh bên đề can làm đó. Đưa ý tưởng cho ổng rồi mình làm. Siêu rồi, siêu xe da cấp 5 đúng không? Siêu xe da mới nhất. Xe da cấp 5, tóc xanh. Đây với XMR đẹp không? Cái 11 á lên clip nhìn nó trong quá. Vô rồ quá mà mờ mờ. Dạ, đẹp quá. Đẹp quá. Rồi, hôm nào rảnh rồi mình sẽ làm clip chi tiết hơn cho anh em ha. Bye bye anh em.